Chào tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube Tự Chữa Lành. Và Khải rất là vui khi mà ngày hôm nay được tiếp tục ngồi ở đây để chia sẻ với quý vị những thông tin về sức khỏe. Và trong video ngày hôm nay, Khải xin phép chia sẻ đến quý vị ba cái công thức để giúp cho quý vị có thể là thanh lọc cái bỏ thận, giúp cho thận được sạch hơn, khỏe hơn, khôi phục được cái chức năng. Vậy thì ba công thức này là được làm như thế nào thì Khải sẽ chia sẻ rõ hơn ở phần sau. Bây giờ thì rất mong quý vị hãy dành ra một ít thời gian để nhấn vào nút đăng ký, bấm vào quả chuông thông báo bên cạnh để ủng hộ Khải ra nhiều video hữu ích hơn trong thời gian tương lai. Bây giờ thì sẽ không để quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ bắt đầu ngay vào phần nội dung chính. Thận á, thì cũng giống như những cái bộ phận khác trong cơ thể có một cái vai trò rất là quan trọng. Thận của chúng ta sẽ có chức năng là xử lý máu và sàng lọc những cái chất thải, những cái chất kim loại nặng như là chì này, thủy ngân này, thạch tín này, hoặc là những cái chất kim loại nặng khác sẽ được thận lọc và đào thải ra môi trường bên ngoài. Còn cái lượng nước dư thừa thì nó sẽ hình thành nước tiểu đưa xuống bàng quang và chờ ở đó đến khi nào mà chúng ta mất tiểu thì chúng ta sẽ đưa cái nước thải này ra môi trường bên ngoài. Quý vị biết rằng khi mà chúng ta ăn uống sai cách, ăn uống những cái thực phẩm mà nó nhiễm kim loại nặng, thì cái thận của chúng ta sẽ trở nên quá tải và không thể đào thải những cái chất kim loại nặng này ra môi trường bên ngoài hết được. Và những cái chất kim loại nặng này nó sẽ tồn đọng ở trong thận cùng với một số cái loại muối khác thì nó hình thành ra cái gọi là sỏi thận. Ngày ngày dần dần nó sẽ tích tụ dần to dần ra. Và tất nhiên là không thể mà những cái loại sỏi thận này nó đưa ra môi trường bên ngoài một cách tự nhiên được, mà bắt buộc chúng ta phải can thiệp từ bên ngoài. Thế thì cái việc mà làm sạch quả thận á, là thật sự cần thiết. Làm sạch quả thận hàng ngày, hàng tuần là thật sự cần thiết. Trong thực tế hiện nay thì chúng ta rất là lơ là với cái việc làm sạch những cái cơ quan, những cái bộ phận, những cái tạng phủ trong cơ thể. Và thận cũng vậy. Thì ngày hôm nay Khải sẽ chia sẻ với quý vị ba công thức để làm sạch cái quả thận của chúng ta. Cái công thức đầu tiên chính là chúng ta sẽ sử dụng một cái loại trái cây rất là quen thuộc, đó chính là dưa hấu. Dưa hấu, Khải ví dụ như là từ trước đến bây giờ quý vị chưa làm cái cách mà thanh lọc thận này bao giờ, thì trong một tuần nha quý vị, trong một tuần, có thể là ngày mai, ngay ngày mai hoặc là ngày hôm nay, quý vị sẽ mua một cái quả dưa hấu to về và chúng ta ăn trong ngày. Quý vị lưu ý là ở trong ngày chúng ta không ăn thêm một cái gì cả. Chúng ta không cần ăn cơm, cũng không cần là ăn bất kỳ một cái loại thực phẩm nào. Chúng ta chỉ duy nhất là ăn dưa hấu mà thôi. Và như vậy chúng ta ăn suốt ngày. Có thể là chúng ta khát nước, chúng ta uống thêm nước lọc, nước suối, nước tinh khiết. Và chúng ta chỉ ăn dưa hấu, ăn từ sáng đến tối, duy nhất trong một ngày. Và một tuần quý vị nên làm một lần như vậy, một ngày như vậy. Tức là mỗi tuần nào chúng ta cũng làm cả, là một ngày. Ăn chỉ là ăn dưa hấu thôi. Trong một ngày chỉ ăn dưa hấu thôi thì thận chúng ta sẽ được đào thải những cái chất cặn bã ra môi trường bên ngoài rất là hiệu quả. Cái công thức thứ hai và rất là phổ biến cả ở cộng đồng quốc tế và trong Việt Nam chúng ta cũng có khá là nhiều người sử dụng cái công thức này. Đó chính là chúng ta sẽ uống trà hạt cần tây. Quý vị có thể thấy cái hình ảnh cái hạt cần tây cái đây chỗ này này. Thì chúng ta làm giống như là trà vậy, chúng ta pha giống như là pha trà vậy. Chúng ta chuẩn bị khoảng là một cái muỗng súp hạt cần tây. Muỗng súp, chúng ta múc lấy một cái muỗng súp chúng ta múc cái hạt cần tây chúng ta bỏ vào khoảng là 500 ml nước nóng. Chúng ta ngâm, chúng ta hãm trà, chúng ta uống. Mà tất nhiên là chúng ta uống cái nước trà hạt cần tây này thay cho nước lọc hàng ngày. Thay cho nước lọc hàng ngày rất là tốt cho thận nha quý vị. Cái trà hạt cần tây này sẽ giúp đào thải những cái kim loại nặng, đào thải những kim loại nặng ở trong cái quả thận của chúng ta ra môi trường bên ngoài nhanh nhất có thể theo cái đường nước tiểu. Cái loại trà này được rất là nhiều người ở quốc tế người ta sử dụng và người ta có cái phản hồi rất là tích cực. Thì quý vị có thể uống hàng ngày thay cho nước lọc, hoặc là nếu như mà chúng ta
không có quen với cái loại trà cần tây này, chúng ta có thể là cố gắng sử dụng khoảng là 3 đến 4 ngày trong một tuần. 3 đến 4 ngày trong một tuần. Những quý vị nào mà bị suy thận mãn tính, chúng ta có thể dùng nó để thay cho nước lọc hàng ngày. Và cái công thức thứ ba, chúng ta cũng sẽ tiếp tục dùng cái hạt cần tây này, và chúng ta sẽ kết hợp với lại một thảo dược nữa, đó chính là cái rễ bồ công anh, rễ cây bồ công anh. Cây hạt cần tây Khải sẽ để chỗ này, còn cái rễ bồ công anh Khải sẽ để chỗ này để cho quý vị tham khảo. Chúng ta sẽ sử dụng là một cái muỗng muỗng súp hạt cần tây, chúng ta trộn với lại một cái muỗng súp rễ bồ công anh. Rễ bồ công anh á, chúng ta có thể tìm mua ở trên mạng, hoặc là chúng ta có thể tự trồng. Chúng ta tự trồng thì càng tốt cho quý vị, tự trồng thì càng tốt. Chúng ta thu hoạch, chúng ta mang cái rễ chúng ta đi phơi khô, chúng ta băm nhuyễn ra, chúng ta kết hợp với lại cái hạt cần tây này, chúng ta cũng sẽ pha trà. 2 muỗng súp hạt cần tây và bồ công anh, chúng ta cho vào khoảng là 500 ml nước và chúng ta đun sôi, chúng ta hãm trà chúng ta uống. Và cái loại trà này á, sẽ có chức năng là tăng cường bài tiết những cái chất độc, những cái kim loại nặng ở trong thận và cả trong gan, trong thận và cả trong gan. Cho nên là những quý vị nào mà có những vấn đề liên quan đến thận hoặc là gan, hoặc là chúng ta muốn phòng tránh được những cái bệnh lý ở thận và gan, chúng ta cũng đều có thể làm cái loại trà này và chúng ta uống nha quý vị. Và song song với cái việc là sử dụng ba cái loại thảo dược này rất là tốt cho sức khỏe, thì quý vị cũng có thể là chúng ta kiên trì tác động vào những cái khu vực phản chiếu cái quả thận của chúng ta vào khuôn mặt, ở trên khuôn mặt, để mà giúp tăng cường thải độc cho thận. Thì theo cái đồ hình này của diện chẳng này, quý vị thấy này, hai cái điểm màu xanh xanh dương nằm bên cái khóe miệng của chúng ta chính là hai cái điểm phản chiếu quả thận của chúng ta trên khuôn mặt. Vậy thì muốn tăng cường cái chức năng của thận, đào thải những chất độc của thận ra bên ngoài, thì quý vị hãy tác động vào khu vực này bằng cách như sau. Chúng ta có thể là dùng hai ngón tay chúng ta véo vào đó, quý vị thấy này, chúng ta véo vào, chúng ta véo khoảng là 30 tiếng đếm, từ 20 đến 30 tiếng đếm như vậy là được. Và một ngày chúng ta có thể tác động vào cái khu vực này khoảng là từ 2 đến 3 lần. Những lần mà quan trọng như là buổi sáng sau khi thức dậy, hoặc là buổi tối trước khi đi ngủ khoảng 1 tiếng, thì chúng ta nên tác động vào khu vực này để tăng cường chức năng của thận, và cũng như là để khắc phục, hạn chế được cái tình trạng đi tiểu đêm nha quý vị. Đi tiểu đêm là một cái chứng bệnh rất là phổ biến hiện nay. Những quý vị nào mà thận yếu, bàng quang yếu, những quý vị mà có những vấn đề liên quan đến thận, suy thận, thì chúng ta đi tiểu đêm rất là nhiều, ảnh hưởng trực tiếp tới giấc ngủ. Thì tác động vào khu vực này nó cũng sẽ giúp quý vị hạn chế được cái tình trạng này, đi tiểu đêm nha. Và như vậy thì vừa qua Khải đã vừa chia sẻ cho quý vị những cái công thức bằng cách là sử dụng những cái loại thảo dược trong thiên nhiên, cũng như là những cái cách tác động vào những cái khu vực trên khuôn mặt phản chiếu quả thận, để giúp tăng cường chức năng của thận, giúp thận là sạch sẽ hơn, đào thải những cái độc tố ra môi trường bên ngoài. Khải hy vọng rằng với những thông tin mà Khải vừa chia sẻ là một nguồn thông tin thật sự hữu ích dành cho quý vị. Và nếu quý vị có cái thắc mắc gì thì hãy cứ để lại dưới phần bình luận của video. Có nhu cầu mua dụng cụ chính hãng của Diện Chẩn để mà hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tại nhà, Khải ví dụ như là cái búa lớn nè, để mà tác động vào khu vực đau lưng, cổ vai gáy, hoặc là cái giò cầu, cái lăn cầu gai đôi, để lăn cái bàn tay này, lăn cổ vai gáy, lăn lưng, lăn bụng, hoặc là cái dây huyệt này, rồi cái bàn chải tiên này, để mà giúp làm đẹp da này, hỗ trợ điều trị phòng tránh biến chứng tai biến mạch máu não, hoặc là cây giò cầu này tác động huyệt vị, hoặc là cái quả cầu gai inox này chữa bệnh tim, lăn trong lòng bàn tay khu tam bầu kinh để chữa bệnh tim, ổn định nhịp tim, thì quý vị hãy liên hệ trực tiếp với Khải thông qua cái số điện thoại Khải để dưới màn hình. Khải sẽ cung cấp cho quý vị sớm nhất có thể và đảm bảo là hàng chính hãng Diện Chẩn và được bảo hành lâu dài. Bây giờ thì xin tạm dừng video tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo nha.